Con xin chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video bán lan của con ngày hôm nay. Thì hôm nay là buổi chiều ngày 16 tháng 10 năm 2019, thì hôm nay con bán phiên bán hàng gồm phiên bán hàng đầu tiên trong video lần này của con, đó là cây kiều Thái. Kiều Thái bên con có hai màu, màu tím và màu vàng. Cái kiều này mặt bông nó khác so với lại kiều Việt Nam mình nhá, kiều rừng nhá cô chú anh chị. Và bông của nó thường là nó nở xuân, nó khác kiều của mình nhá. Đây, đây là kiều tím này cô chú anh chị. Chậu nó đang đi ngọn rất là sung, lá rất là bóng. Đó, thì con bán theo chậu như này. Một chậu là 160.000. Kiều tím một chậu 160.000. Cô chú anh chị có những chậu rất là xum xuê. Kiều tím này do cô chú anh chị sưu tầm hàng Thái nha, mặt bông Thái nó khác mặt bông rừng mình nhé. Còn đây là kiều kiều vàng, đây vàng vàng hơn kiều vàng, cũng đồng giá 160.000 nha cô chú anh chị. Đây, đồng giá hết 160.000. Con sẽ để mắt bông kiều tím và kiều vàng cho cô chú anh chị theo dõi nhé. Số lượng thì con cũng có ít thôi, tại cái này con lựa ra bán là chủ yếu. Như những cây này là con chưa bán, còn nhỏ lắm. Những cây trưởng thành như thế này thì con sẽ bán cho cô chú anh chị. Đó. Với giá là 160.000 một chậu. Tiếp đến là con vẫn tiếp tục bán cây ngọc điểm con, là sai ngọc điểm con của con. Như hôm qua con có đăng bán, đợt này con về khá là nhiều và vẫn 25.000 một cây. 10 cây con sẽ tặng 3 cây, đủ các màu: trắng, cam, đỏ đốm và sữa. Cô chú anh chị lựa chọn nhé. Trắng, cam, đỏ đốm, bò sữa, đỏ loang, đỏ sắc pháo. Tiếp theo là con vẫn bán cây ngọc điểm lá kiếm. Đợt vừa rồi thì giá của một cây như thế này là 250.000 cho cô chú anh chị, 220.000 cho cô chú anh chị sưu tầm nhé. Cây ngọc điểm lá kiếm này. Rất là đẹp luôn. Cây này thuần chậu rất là lâu rồi. Đó. Đấy, cô chú anh chị sưu tầm nhé. Tiếp theo nữa là con còn một ít cái dòng tam bảo sắc đột biến hoa trắng tinh. Đây. Tầm bảo sắc đột biến hoa trắng tinh, một chậu hai thân như thế này. Giá nó là 300.000 một chậu hai thân như thế này. Tầm bảo sắc đột biến hoa trắng tuyền, người chú anh chị nha. Cây này là hàng Thái đấy, một chậu hai thân hoa trắng tuyền nhá, vẫn có trong rổ nhựa đấy, rất là nhiều. Còn được khoảng 15 giò là hết rồi. Được rồi, cô chú anh chị cũng ủng hộ khá là nhiều. Này, nó còn khoảng 15 giò. Tiếp theo là con vẫn bán cây ngọc điểm chung 100.000 một cây. Mua từ 5 cây con bao ship cho cô chú anh chị nha. Ngọc điểm chung đủ màu: trắng, cam, đỏ đốm, bò sữa. Đây, đỏ. Cái này màu trắng. Đúng không? Đây là bò sữa. Hàng được 3 cặp lá. Một số cây thì đã có nụ rồi. Thì cô chú anh chị nào sưu tầm thì alo cho con. Dạ, con gửi hàng.